nhìn gương mặt tiều tụy và thái độ không kháng cự của nhà độc tài Saddam Hussein, lúc vừa bị lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq bắt giữ, người ta thấy thương hại hơn là thù ghét ông. Sự thất bại nhục nhã của ông không chỉ là chuyện riêng của cá nhân ông. Cả một quốc gia dễ chết vì sự ngông cuồng của ông. Và đáng buồn tiếc hơn cho ông, cả gia đình ông cũng sụp đổ tan hoang. Chính ông đã sát hại hai người con rể của ông, khiến cho những người con gái của ông phải thành quá bụa. Những đứa cháu ngoại của ông trở thành mồ côi cha. Hai người con trai của ông phải bị giết chết cũng vì con đường ngông cuồng tàn bạo ông đã mở ra cho họ. Trước khi là một nhà lãnh đạo quốc gia, ông đã là một người chủ trong gia đình. Ông đã không đóng trọn vai trò của một người chủ gia đình. Ông đã tự hủy và cũng làm cho gia đình ông tan hoang. Đây là bài học mà những người chồng và cha trong gia đình có thể rút ra được từ cuộc đời của bạo chúa này. Bên cạnh hình ảnh tiều tụy của nhà độc tài Saddam Hussein trong lúc ra cơ thất thế là vô số những binh sĩ Mỹ đang công tác tại Iraq. Bao nhiêu người vợ, người con đang ngóng trông họ từng giờ từng phút. Không gì cảm động bằng cảnh chia tay giữa họ và gia đình. Họ nhìn lại vợ con mà họ bị bắt buộc phải bỏ lại ở quê nhà. Đứa con gái nhỏ của họ đang lấy tay gạt nước mắt lăn trên gò má. Đứa con trai nhỏ của họ đang cố gắng đứng thẳng như một người lớn. Người vợ đang ôm đứa con thơ trong tay và cố gắng giữ nước mắt để cho người chồng được hiên ngang ra đi thi hành sứ mệnh. Người chồng, người cha lên đường với hai gánh nặng trên vai, mang chiến thắng về cho tổ quốc và sống còn để trở về với gia đình. Sự sống còn của gia đình dĩ nhiên vẫn là điều quan trọng nhất đối với người đàn ông. Tất cả gánh nặng được chất lên vai người đàn ông vì ông là người chủ của gia đình. Đây không phải là một hoàn cảnh tưởng tượng mà là một thực tế đối với mọi người đàn ông trong gia đình. Không cần phải ra trận mạc mới là chiến đấu. Đã là người chồng và người cha trong gia đình, người đàn ông nào, dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng đều đang lâm chiến. Điều này không chỉ đúng với người lính Mỹ đang tham chiến ở Iraq, mà cũng có giá trị cho người chồng, người cha trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xã hội Việt Nam hiện nay quả là một chiến trường gây go cho gia đình. Bao nhiêu tệ nạn xã hội là bấy nhiêu cuộc đột kích mà người chồng, người cha trong gia đình phải luôn sẵn sàng ứng phó. Làm thế nào để giữ cho hôn nhân và gia đình không đổ vỡ? Làm thế nào để giữ cho con cái không bị tiêm nhiễm bởi những tệ nạn tràn lan trong xã hội? Đó là thách đố đang được đặt ra cho người chồng, người cha trong gia đình Việt Nam hiện nay. Là người có niềm tin, người chồng, người cha Việt Nam cần phải ý thức rằng họ đang lâm chiến với một kẻ thù vô hình nhưng vô cùng tàn bạo là ma quỷ. Chính ma quỷ đang tuyên chiến với gia đình. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ vai trò và chức năng quan trọng của gia đình trong xã hội. Người chồng, người cha là thủ lãnh của gia đình. Cùng với vợ mình, người đàn ông nuôi dạy con cái trong một mái ấm, lấy Chúa Giêsu làm trọng tâm. Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất của gia đình. Chính trách nhiệm của cha mẹ, và nhất là của người cha, là phải làm sao để con cái được lớn lên trong một môi trường có thể giúp chúng một ngày kia cũng trở thành những bậc cha mẹ có trách nhiệm. Chỉ có như thế, gia đình mới có thể đứng vững và được kế tục trong những thế hệ tương lai.
Một trong những mục tiêu mà kẻ thù, tức ma quỷ nhắm tới là cắt đứt mối dây liên kết của gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta có thể thấy hai chiến thuật của ma quỷ. Một là gây xáo trộn trong quan hệ vợ chồng, để gây sự đổ vỡ của hôn nhân và gia đình. Hai là cắt đứt quan hệ của người cha với con cái mình. Không riêng gì ở các nước Tây Phương, nơi tỷ lệ ly dị ngày càng cao dẫn đến đổ vỡ gia đình và tạo ra bao tệ nạn xã hội. Ngay tại những nước đang phát triển như Việt Nam, vấn đề chính vẫn là sự tồn tại và bền vững của gia đình. Bên cạnh làn sóng những tệ nạn xã hội được kinh tế thị trường mở ngõ cho tràn vào Việt Nam là sự hụt hẳn của một xã hội không được xây dựng trên bất cứ một nền tảng đạo đức nào. Trong một cơn lốc như thế, gia đình Việt Nam hẳn đang phải chèo chống một cách tuyệt vọng. Biết bao gia đình đã tan vỡ, biết bao nhiêu đứa con không được nuôi dạy đầy đủ và trở thành những con người có trách nhiệm, hữu dụng cho xã hội. Kẻ thù không thể giết hại một gia đình mà không chia cách vợ chồng. Chia để trị, đây là chiến thuật ngàn đời của ma quỷ. Chúng ta thấy rõ chiến thuật ấy ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Ma quỷ đã xuất hiện như một kẻ lừa dối. Sau khi đã lường gạt được người phụ nữ, nó đã thành công trong việc chia rẽ bà với chồng. Adam đã đổ lỗi cho vợ. Khi vợ chồng không chịu để cho bất cứ điều gì có thể chia rẽ họ, họ trở thành một lực lượng bất khả bại trong cuộc chiến bảo vệ gia đình. Khi họ không hao tổn năng lực để gây chiến với nhau, thì những năng lực ấy có thể được sử dụng đi bảo vệ gia đình và đào tạo con cái. Để chia rẽ vợ chồng, ma quỷ thường nhắm vào người đàn ông, bởi vì người đàn ông là chủ của gia đình. Một khi trói tay được người chủ, nó sẽ dễ dàng thao túng trong gia đình. Là người chồng, người cha thật sự ý thức được trách nhiệm lãnh đạo của mình trong gia đình, người đàn ông ấy không thể tránh khỏi chiến tranh. Ông phải luôn trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Nếu một người đàn ông đã bỏ cuộc trước khi cuộc chiến xảy ra, nghĩa là nếu người đàn ông không chấp nhận vai trò lãnh đạo của mình trong gia đình, ông đã bị loại ra khỏi vòng chiến rồi. Người đàn ông nào cũng yêu thương gia đình của mình. Người chồng nào cũng yêu thương vợ mình. Người cha nào cũng yêu thương con cái mình. Họ sẵn sàng chết cho gia đình và vợ con. Trong hầu hết các cuộc chiến tranh, người chiến sĩ nào cũng được đòi hỏi như thế. Họ sẵn sàng ra trận vì họ muốn chết cho gia đình của mình. Nhưng trong cuộc chiến này thì trái lại. Chúa muốn người đàn ông phải sống cho gia đình của họ. Sống ở đây có nghĩa là đứng vững trước các đợt tấn công của ma quỷ để có thể chống đỡ gia đình. Đây chính là điều mà Chúa muốn nơi người đàn ông khi đặt họ vào vai trò lãnh đạo trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.